mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Anh có bao nhiêu
đẹp hơn ngày đôi ta ban đầu. Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muộn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên luồng chiều. Em nào dám